Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vừa khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2023. Hơn 100 học viên là các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở thuộc 11 phường trên địa bàn quận Ninh Kiều được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, năng động, sáng tạo, khỏe mạnh, nghĩa tình, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước, hướng dẫn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động hội cơ sở, kỹ năng tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức xây dựng gia đình 503 sạch.